Hôm nay ngày 17 tháng 9 là Tết Trung Thu ở một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Với người dân Trung Quốc, Tết Trung Thu không chỉ là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng, mà còn là dịp để gia đình đoàn tụ, thưởng thức bánh Trung Thu, thắp đèn lồng và ngắm trăng. Những ngày này, nhiều hoạt động đón Tết Trung Thu đã được tổ chức trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ với những hình ảnh sống động của các loài hoa, loài vật như đom đóm, rồng và thiên nga tại núi Thanh Tú đã mê hoặc người xem và du khách. Cảnh đêm tại đây thật đẹp, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh và có khoảng thời gian vô cùng thú vị. Tại công viên triển lãm vườn Bắc Kinh, hơn 200 chiếc đèn lồng đã được trưng bày để đón Tết Trung Thu và chào mừng quốc khánh của nước này vào ngày 1 tháng 10 tới. Thật tuyệt khi có thể tận hưởng một lễ hội đèn lồng lớn như vậy tại Bắc Kinh với nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc. Tôi rất vui khi được tham gia vào lễ hội lần này. Điểm đặc biệt của những chiếc đèn lồng này là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống với họa tiết mang nét hiện đại của Trung Quốc. Lễ hội đèn lồng dự kiến đến hết tháng 10.